đầu từ ngày 1 tháng 4, trạm thu phí BOT xa lộ Hà Nội đã chính thức thu phí. Dự án có tổng mức đầu tư 4.905 tỷ đồng, thời gian khai thác hoàn vốn dự kiến 17 năm 9 tháng. Ngay trong ngày đầu thu phí, thì từ thời điểm 0 giờ đến 7 giờ, tình hình giao thông tại khu vực trạm theo hướng đi trung tâm thành phố Hồ Chí Minh được đánh giá là trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, từ thời điểm 8 giờ, giờ cao điểm trở đi đã xảy ra ùn tắc giao thông. Dòng xe ô tô xếp hàng dài kéo dài hàng trăm mét để chờ qua trạm. Để giải quyết linh động, trạm đã mở đường dành cho xe gắn máy để ô tô có thể đi vào, đồng thời mở bán vé trực tiếp ngay tại đây. Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông, thanh niên xung phong đã có mặt hỗ trợ phân luồng cũng như đảm bảo an ninh trật tự qua khu vực. Dù ùn tắc giao thông nhưng không xảy ra tình trạng mất an ninh, phản ứng của tài xế. Không, cái đó thì nó cũng hợp lý em. Ừ, không có gì hết. Nhưng có một cái là bước đầu, những ngày đầu thì mình thấy nó cũng còn hơi lộn xộn chút xíu. Thì cái đó, cái đôi lúc đó có nhiều khi người ta còn bỡ ngỡ đó. Nên đâm ra là cái sắp xếp về cái lộ trình đi của mình nó có hơi bị xáo trộn chút xíu. Thì chính sách nhà nước, chủ nhà nước đồng ý thôi, ok thôi, chứ không có gì đâu. Nhưng mà cái đó là tốt, phát triển xã hội tốt thôi, có gì cả. Nhưng mà lâu quá, nhưng nhanh thì tốt hơn. Theo chủ đầu tư, sở dĩ có tình trạng ùn ứ là do một số xe chưa nắm bắt được thông tin, dẫn đến việc chưa chuẩn bị về mặt tâm lý. Thêm vào đó thì nhiều xe gián thẻ thu phí không dừng đã đi vào làn bán vé. Cũng vì tình trạng ùn ứ này đã ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhiều người dân quanh khu vực. Đồng thời xuất hiện tình trạng né trạm thu phí. Con đường Nam Hòa ngay bên cạnh trạm được nhiều xe chọn lưu thông để vừa tránh mua vé mất tiền, vừa di chuyển được nhanh. Tuy nhiên, giao thông ở đây đã trở nên phức tạp hơn trước và gây bức xúc cho người dân. Sáng ra tôi chở cháu đi học ấy, thế thì đi khi trạm là đông quá, thành ra không kịp giờ. Thế hai cha con quay về đây và cháu nó xin nghỉ học 2 tiết. Thế thành ra là cái này là cái mà rất là bất tiện. Nếu như không có cái phương án mà để giải tỏa thì cái đầu giờ người ta đi vào thành phố rất là nhiều. Trạm thu phí nằm gần cầu Rạch Chiếc có 16 làn xe, trong đó có 8 làn xe lắp đặt hệ thống thu phí tự động không dừng ETC, 6 làn thu phí thủ công, 2 làn hỗn hợp cho xe máy và thu phí ô tô quá khổ. Đại diện trạm thu phí xa lộ Hà Nội cho biết, nếu ùn ứ kéo dài trên 700m, đơn vị sẽ xả trạm theo quy định. Tuy nhiên, với những trường hợp né trạm, lưu thông vào đường khác gây bất ổn giao thông cho khu vực, đơn vị sẽ có những kiến nghị cần thiết. Đơn vị quản lý đã phối hợp với cả lực lượng thanh tra, công an địa phương và trung tâm quản lý hạ tầng giao thông đường bộ thành phố rà soát các hệ thống biển báo cũ và theo dõi trong cái thời gian thu phí. Nếu mà trường hợp mà xảy ra ùn ứ mà nhiều, lưu lượng xe mà né qua trạm nhiều thì sẽ báo cáo Sở Giao thông Vận tải cùng các đơn vị liên quan để có hướng xử lý cho nó phù hợp. Việc thu phí nhằm hoàn vốn dự án mở rộng xa lộ Hà Nội từ chân cầu Sài Gòn, thành phố Thủ Đức tới nút giao Tân Vạn dài 15,7 km, tổng vốn đầu tư hơn 4.900 tỷ đồng. Các phương tiện như xe ô tô dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn và xe buýt phải trả 25.000 đồng là giá vé thấp nhất, còn cao nhất là 140.000 đồng. Áp dụng đối với xe tải trên 18 tấn và container 40 feet. Phương án thu phí từng được chủ đầu tư dự án đề xuất từ nhiều năm qua nhằm sớm hoàn vốn, nhưng mãi đến ngày 18 tháng 3 vừa qua, Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh mới thông qua. Theo thống kê, từ ngày 25 tháng 3 đến cuối ngày 31 tháng 3 đã có gần 4.600 phương tiện đăng ký mua vé tháng, hơn 3.800 phương tiện mua vé quý. Lượng phương tiện gián thẻ thu phí không dừng ETC cũng tăng lên đáng kể. Đây sẽ là những yếu tố giúp các phương tiện lưu thông nhanh hơn, tránh gây ùn ứ, kẹt xe như tình trạng diễn ra trong ngày đầu thực hiện thu phí.